là một trong những bãi biển đẹp nhất xứ Nghệ, được thưởng thức hải sản tươi ngon của biển làm say đắm lòng người, được cảm nhận sâu sắc tình người mộc mạc nhưng chân thành nơi đây. Đó chính là những giá trị đặc trưng mà du lịch Quỳnh Lưu đem lại cho du khách. Đi về với phiêu lãng nơi đây, cho ta quên thương bay, hãy để cho làn nước trong xanh làm muộn phiền tan đi. Thì mình cứ ăn uống vui chơi, chẳng tốn kém tiền gì, chẳng cần suy nghĩ, ta hãy cùng đi. Vì cần xóa đi hết những nỗi buồn lo, những đam mê không từ bỏ, xách ba lô lên và đi đến nơi ta thấy thanh thơi. Vì mình xanh tươi bao la biển trời, đây quê hương vẫn tuyệt vời, và biển Quỳnh vẫn luôn đón chờ. Nào giờ mình còn chờ gì nữa, đến đây ta được vui đùa, sóng nó xanh bờ cát trắng em cùng nắm tay nhau đến biển Quỳnh, để cùng hoa biển trời đẹp xinh. Quỳnh Lưu hội tụ và khát vọng tỏa sáng chào mừng sự kiện đặc biệt lễ công bố huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023 cũng xin được khép lại, và chúng tôi xin được chính thức công bố khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023. Và một lần nữa xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Hẹn gặp lại quý vị vào mùa sau. Xin kính chào và hẹn